cơ lo bao, một cây ngọt ngào. Anh thì không biết đường thoát ra làm sao, lưu một lời chào, cảnh tượng là ngầu nào. Ngay từ rừng xa toàn mấy câu tào lao, lại cần một chút cho anh ngắm nhìn người vài phút say trong cơn mơ thiên đàng. Quên đi,